Đây tôi xin chào tất cả các em cận thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tập là một clip gồm lô máy câu nha mọi người. Thì lô máy câu này gồm những máy của Shimano đây quá, gồm một ba con máy bên. Rồi để vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không lên clip shop lên á, thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Con thứ nhất mọi người khảo. Thì máy thứ nhất sẽ lên cho mọi người là một con máy của Michelin. Đây, nhỏ này Michelin. Loại này chắc dạng đời cao rồi, hàng này chắc sản xuất tại China. Michelin một cái thương hiệu của Pháp mọi người. Thì con này chạy 3 mặt đạn, Yato của nó là 5.1.1. Thì máy này có xe tương đương tầm khoảng 2.000. Một con máy Michelin. Máy thì hoạt động rất ok ha. Mượt mà. Đó. ABS đầy đủ nha. Đó. Cái ngực ok. Quay tới ok. Đó, rất liềm. Rồi, giá công khai máy số 1, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 vẫn một con máy Michelin. Đây. Xây vẫn xây 2000. Đó. Chạy 3 mặt đạn, Yato của nó là 5.1.1. Máy rất là đẹp. Đây. Nó rất là đẹp luôn. Máy thì hoạt động chân chu, không đã làm ABS khá là dính nha. Quay ngược ok, quay tới ok, mượt mà nha mọi người. Rồi giá công khai, giá vẫn là 300 nha mọi người, 300k cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3, đây một con máy khách đặt mà khách hẹn qua hẹn lại hoài. Thì máy số 3 là cho mọi người một con máy Daiwa Legion. Thì con này là một con Daiwa Legion có năm 2506 nha mọi người. Bề số 0.8 á, thì vô được 140m nha. Con này về chi cho anh em lua lóc nha. Lua lóc dạng lua mồi nhạ, mồi giả. Nháy hơi. Đó, máy thì hoạt động rất là mượt. Máy hoạt động rất là mượt nha. Chỉ có tội là máy này được sản xuất tại China và tổng thể ngoại hình có xuất sắc nè. Đó. Lần trước thì hai ba anh đặt máy này, nhưng mà có một anh đặt mà ship ra thì không hiểu tại sao lại hẹn qua hẹn lại hoài luôn. Bây giờ hoàn về hoạt động rất là mượt, có dây bia đi theo máy luôn, đây rất ok. Rồi giá công khai máy số 3, giá là 450k nhé, máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người một con Anoc, một con Anoc 2000 Shimano xe chỉnh 2000 luôn nhé. Máy này được sản xuất tại Malaysia. Máy thì hoạt động rất là ok rồi. Đó, rất là mượt. Quay là dèo dèo luôn. Bên sống. Máy cứ ok. Tổng thể ngoại hình ok. Đó. Ngoại hình thì nó xây sát có thời gian rồi. Đó. Ngoại hình con này nó gây tầm khoảng 80% thôi nhé. Mình được cái anh em về câu lua lóc, lua chẽm, đánh thả gà ha, ABS đầy đủ nha mọi người. Đó, hoạt động chân tru. Rồi, giá công khai máy số 4, giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5. Đây, một con máy cũng bị bơm về. Máy số 5 lên cho mọi người một con máy của Shimano Biomaster. Này, Biomaster 2000, cước số 2 vừa được 150m. Máy này có nút châm dầu nè, đó. Hàng này của Malaysia sản xuất nhé. Con lăn ở đây, lăn còn đẹp nha mọi người. Máy thì hoạt động còn tương đối ok nhé. Nó có tiếng sẹt sẹt nhẹ nè. Nó quên anh em có thể châm dầu, châm dầu cho mở vào máy nha. Đó. Nồi ok, có bị oxy hóa ít ở đây một tí nè. Tổng thể còn lại ok hết nha. Đó. Máy còn rất chi ok. Đó, con này về anh em câu lua dạng câu ngâm, dạng ngâm trên bè. Câu dạng cảm giác rất ok. Máy hoạt động chân chu ha. ABS đầy đủ. Đó. Động ok. Rồi, giá cũng khang máy số 5, giá 700 nhé, 700 máy số 5. Con máy được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. Tiếp theo máy số 6. Máy số 6 lên cho mọi người một con máy của Abu. Thì đây một con Abu Cardinal 2500. Thì con này một con máy tay quay đôi nha mọi người, tay quay đôi. Máy hoạt động ok ha. Im bực.
máy là máy mới 100% nha mọi người, máy mới 100%. Đó, máy này lấy từ thị trường Nhật về nhá, mua bên sống. Đây cứ ok. Con này chạy là chạy xem mấy mặt đạn đây, bốn mặt đạn nữa rồi, chạy bốn mặt đạn. Thì cước số 2 của nó giờ được 2.5 và được 150m nhá. Đó. Bê thì bê số 2 chỉ được 150m luôn. Đó. Con này về anh em câu lóc thả ra, đó, câu lóc lua chẹm. Ta về thôi, rất là thuận tiện cho anh em câu lua nè. Đó. Máy bật ok. Rồi, giá cũng khang máy số 6. Giá là 700 nha mọi người, 700 máy số 6. Tiếp theo qua đây vẫn là máy Abu. Máy số 7. Máy số 7 lên cho mọi người một con máy Abu. Thì đây một con Abu 5000, xe tương đương cho tầm khoảng 6000 Shimano. Tay quay của nó là tay quay núm tròn nè, đó. Tay quay núm tròn ha. Máy thì hoạt động rất là mượt. Con này về anh em nào dạng đánh lốc gừng, đánh nhát thiệt, nên anh em có thể câu lúa, lúa gần, đó. Câu ngâm, câu lăn xê, thả ga. Con này chạy 4 mặt đạn, bè số 3 giờ được 240m. Cước số 6 nó vô được 150m nha. Đó, xe tương đương tầm khoảng 6000 Shimano. Máy còn rất là ok ha. Máy này mới 100% nha mọi người, máy đẹp. Dòng Abu này thì đánh rất là trâu bò rồi, và chân trâu nha mọi người. Rồi, giá cũng khang máy số 7 giá là 800 nhé. Tiếp theo máy số 9 và máy số 10. Cái này lên một cặp nha mọi người. Đó, cái này là một cặp nhé. Máy số 9 lên cho mọi người là một con máy của Abu. Thì đây một con Abu Cardino dòng Super. Đó. Dòng Super 3000 MHS. Thì con này có ratio của nó là 6.2.1. Chạy là chạy 5 mặt đạn. Tay quay gan dẫn nè. Đó. Đó như đây, đó nó cực kỳ bóng mới luôn. Đó, máy mới 100% mọi người. Đó, con lăn đây, đó, dòng Super. Máy thì hoạt động khỏi chê. Đó. Những con này dạng dòng cao cấp đây, dòng xịn này. Đó. Đó, hoạt động rất là mượt. Im gu. Khỏi chê đâu được. ABS đầy đủ nhá. Thì con này còn hợp còn sách hướng dẫn và lông đền của nó đi theo máy luôn. Đó. Đây, lông đền theo máy luôn, sách hướng dẫn. Thì máy này nó tải mát của nó là 5kg nhưng mà tải mát 5kg. Bè số 2 vô được 220m. Thì con này sẽ tương đương ra tầm khoảng 3.000-4.000 Shimano. Rồi, giá cũng khai máy số 9, giá 1.600.000 nhé. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 lên cho mọi người vẫn là một con Abu Super nè. Đó, máy thì hoạt động chân chu nè, rất là mượt. Đó. Thông số thì nó giống con số thông số thì giống con số 8 thôi. Đó, số 8. Rồi, giá công khai mã số 9, giá vẫn là 1.600.000 mọi người, 1.600.000 cộng ship. Tiếp theo mã số 10. Máy số 10 lên cho mọi người là một con máy của Shimano. Thì đây một dòng Shimano Nasus hai cối nha mọi người, một cối 2500S, một cối 2500. Thì hai cối này sẽ tương thích nhau nha, vẫn lắp được bình thường. Máy này của Malaysia sản xuất. Thì máy 2500 á thì có xe tương đương là khoảng 2500 Shimano. Cước số 2 sẽ vô được là cước số 2.5 sẽ được là 150m nhé. Đó. Thì máy thì tổng thể ngoại hình ok. Đó. Tương đối mới nha mọi người. Máy của Malaysia sản xuất. Dòng Nasus này thì hổng gầy rất nhiều anh em đánh nè. Lựa chọn đánh cực kỳ trâu bò luôn. Và khỏe. Đó. Đây, đây một con có nông. Có nông này thì anh em có thể vô BE. Đó. Máy hai cối thì anh em có thể một cối anh em có thể đánh cước, một cối anh em có thể đánh BE, đánh siêu bền. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Thì con này nó có bị mất cái này một tí nè. Đó. Đây, nó. Thì anh em về gõ lại là xong. Không ảnh hưởng gì. Máy hoạt động chân chu nha. Rồi, giá cũng khang máy số 15. Giá 1.400.000 nha mọi người. 1.400.000 máy số 15. Tiếp theo máy số 10. 1.400.000. Máy số 11 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasus C3000.
Thì dòng C trong máy Shimano gọi là máy body nha mọi người, nó làm nhỏ gọn máy lại đó. Này là xịt rất là đẹp luôn đó. C3000 là xịt thì 3000 thì cước số 3 sẽ vô được 150 m đó. B thì BE số 2 sẽ vô được 180 m, B 1.5 sẽ được 210 m. Máy rất ok, máy cái nút châm dầu nè đó, thì rất là thuận tiện cho anh em nào bảo dưỡng bảo chi. Máy còn rất là đẹp nhé, máy được sản xuất tại Malaysia, nó lăn cứ còn ok đó. Máy thì hoạt động chân tru rồi đó, không lỏng nhé. Thì ok, shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước luôn đó. Cứ lỗi không thôi có vấn đề thì anh em cứ gửi qua cho shop nha, ABS đầy đủ nha mọi người. Hoạt động chân tru không lỗi rồi. Giá công khai máy số 11 giá 1,4 triệu luôn nhé. Máy số 12, máy số 12 là cho mọi người một con Nasit 4000. Thì con này bạn cho anh em về câu ngâm, hay anh em câu câu ngâm hay dạng câu lóc, câu lóc gừng rất là ok. Một 4000, 4000 thì cước số 4 sẽ được 150 m nhé. Đây. Bia thì bia số 2 cứ được 270 m, bia 1.5 thì được 320 m. Máy tổng thể còn đẹp nhau nha. Có nút châm dầu nè, chưa mở luôn. Thì con lăn đây, lăn còn sáng bóng nha. Phần này nó bị oxy hóa nhẹ một tí nè, đó. Nhưng không ảnh hưởng gì nhé. Phần đít thì còn ok, còn đẹp bóng nha mọi người. Đó. Máy đây, hoạt động chân tru nha mọi người. Đó. Quay ngược ok nè, đó. Về tới ok nè, đó. Rồi giá công khai máy số 12 giá 1,5 triệu nhé, 1,5 triệu cộng ship máy số 12. Tiếp theo máy số 13 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasit, thì đời này là 2015 nha mọi người, 2015 hàng Malaysia sản xuất, thì vẫn một dòng máy C đây, máy C thì body nhỏ gọn, 2000 thì cước số con này cước số 2 sẽ vô được là 150 m nhé, cứ 2.5 vô được 125 m. Bia thì bia số 1 vô được 300 m, bia số 1.5 vô được 140 m. Máy thì hoạt động rất là mượt đây đó. Con này anh em nào quẹt câu ISO nè đó, câu Ikaba, câu Hechi, anh em có thể câu lua, dạng lua mà lua nháy hơi nhất nó hơi á, lông bò giả rất là thuận tiện luôn. Máy nhẹ gọn nhé, thấy cứ ok đó, máy rất là đẹp luôn, luôn chạm cũng được. Còn lăn này làm rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 13 giá 1,5 triệu luôn nhé. Tiếp theo qua đây là nguyên lốc đại Shimano LF luôn. Tiếp theo con máy số 14. 14 lên cho mọi người một con máy Shimano LF. Thì con LF này là một con LF 2000. Thì 2000 thì cước số 2 như được 150 m. Cước số 3 sẽ được 100 m nhé. Đây. Một con 2000 thường và một con 2000 C đây, nó sẽ rất là khác biệt nhau luôn. Đó. Thông số C nó cũng bằng thông số 2000 thôi, nhưng mà nó máy làm nhỏ gọn hơn nè, nó thấy không? Con này một con 2000 C nữa nè, đó. Làm nhỏ gọn hơn rất là nhiều luôn nha. Đó. C là dòng máy body. Thì con này 2000 thì cước số 2 được 150 m. Đó. Bia thì bia số 1.5 cho 140 m. Thì máy này tổng thể nó có xây sát nè. Đó. Xây sát nha. Có nút châm dầu trong người nè. Đây, xây sát. Còn là ok. Máy của Malaysia sản xuất. Thì dòng LF này hoạt động rất là ổn định luôn nha mọi người. À, ổn định và mượt. Chân tru ha. À, ABS đầy đủ. Hoạt động ngon lành. Máy thì đổi trái phải bình thường nha. Bộ bên là bộ bên sống. Lấy cước ok. Đó. Hoạt động mượt mà. ABS đầy đủ nha.
Rồi giá công khai mã số 14, giá là 1 triệu 2 nhé, 1 triệu 2 cộng ship mã số 14. Tiếp theo mã số 15, 15 lên cho mọi người một con máy ADF. Thì con này còn hộp nha mọi người, còn hộp. Có hộp, có túi và lông đền phụ, nó sách hướng dẫn nữa. Thì máy này máy 6.000, thì GTO của nó là 4.6.1, chạy 3 mặt đạn. Con này cước số 6 sẽ được 150m, cước số 5 sẽ được 180m. Bè thì anh em có thể câu bè số 4 sẽ được 210m, bè số 3 sẽ được 230m. Đó. Máy còn hợp nha. Thì con này của Malaysia sản xuất thích cho thị trường Nhật mọi người. Đó, dòng LF này thích riêng cho thị trường Nhật thôi. Máy còn rất là đẹp nè. Máy còn ok nha mọi người, đẹp ghen ha. Có xuất sắc quality nè. Đó. Đó. Xuất sắc này tí nè. Máy thì lỗi trái phải bình thường, có nút chậm dầu. Đó. Tổng thể ngoại hình thì còn ok. Đó, có cây sát. Đó. Máy thì hoạt động chân tru nha mọi người. Máy hoạt động chân tru. Thì con này về anh em có thể câu ngâm. Câu ngâm thấy anh em câu lua, lua gần, lua lóc, lóc là đánh nhát thiệt. Xuất sắc bên đây nè, đó. Lua bên là nuôi sống, đây cước ok. Đó. Tổng thể ngoại hình ở đây, thì anh em cần cứ báo lên shop, shop chụp hình cho mọi người nhé. Rồi, giá công khai mã số 15, giá 1 triệu 5 mọi người, 1 triệu 5 cộng ship mã số 15. Tiếp theo mã số 16, 16 lên cho mọi người một con máy Shimano. Đó, LF. Thì con LF này là con LF C2000C, C2000 nha mọi người. Máy này thì đảm bảo với mọi người là mẫu mới nó ra tầm khoảng 95-93% nhé. Thì 2000 thì cước số 2 sẽ được 150m. Bia thì bia số 1.5 sẽ được 140m nha. Máy còn rất là đẹp luôn. Đó, thấy những chì rất là đẹp. Lần cước đây, máy được sản xuất tại Malaysia, rất là đẹp ha, nút châm dầu nè, đó. Tất cả đều nguyên zin hết luôn, đó. Máy này nó thiệt là chỉ thiếu cái hộp thôi, hoạt động thì rất là mượt, rất là trơn tru mượt mà ha, bên sóng, máy cước ok, quay ngược ngon lành, quay tới ngon lành, ABS đầy đủ. Rồi giá công khai máy số 16, giá 1 triệu 4 nha mọi người, 1 triệu 4 máy số 16. Tiếp theo máy số 17, 17 lên cho mọi người một con LF C3000, đó, một dòng C, máy body. Thì con này và tổng thể ngoại hình cũng còn rất là ok đây, đó, máy 3000 thì cước số 3 sẽ được 150m nha mọi người. Cước số 3 sẽ được 150m. Bia thì bia số 2 sẽ được 180m. Bia số 1.5 cho được 270m. Nút trong dòng còn lăn còn sáng nhé. Đó. Hàng được sản xuất tại Malaysia. Máy hoạt động thì chân tru rồi. Đó. Không lỗi nha mọi người. Đó. Rất là mượt luôn. Mua làm mua sống. Máy cước ok. ABS đầy đủ. Quay ngược ok nè. Đó. Quay tới ok. Đó. Rất là mượt mà. Rồi giá công khai mã số 17, giá 1 triệu 3 nha mọi người, 1 triệu 3 mã số 17. Tiếp theo mã số 18, 18 là một con LF 5000, C5000, dòng máy body nữa. Máy còn rất ok. Còn lặng nữa đây. Ok nha, máy có xây sát nè. Đó. Tổng thể ngoại hình nhìn rất là ưng mắt nha mọi người, nó chứ không phải là nó xuất sắc lem nhem đâu, nó vẫn có xuất sắc nhưng mà ít thôi. Hàng được sản xuất tại Malaysia. Đây là mua sống nha, tiếng cắt nghe rất là đã, máy cước ok, máy theo hoạt động chân tru, công lỗi nha mọi người, rất là mượt luôn. Đó. Phải nói chung là rất là mượt. Con này quê anh em là con lóc, con nhát thiệt là vô tư. Đó. Anh em có thể cột cha cũng được, cột cha con ngâm. Đó, ABS đầy đủ nha. Rồi, cước số con này cước số 5 sẽ được 150m. Cước số 6 sẽ được 125m.
Bia thì anh em có thể có bia số 2 thì được 320 m, bia số 3 thì được 190 m nha. Đó. Rồi giá công khai máy số 18 giá là 1,5 triệu năm người, 1,5 triệu máy số 18, máy hoạt động rất là êm. Đó. Bên đây là một loạt những con máy của Nawakit nha. Con máy số 27. Thì một con máy Nawakit nó còn hộp nè. Còn túi sách hướng dẫn. Thì đây một dòng Nawakit còn rất là đẹp. Hạng nhà máy hàng trưng bày nhé. Thì con này được sản xuất tại tại Thái Lan. Và xuất cho thị trường Nhật nha mọi người, Tokyo, Japan. Thì con này gato của nó là 4.7.1, nặng là 280 g, tải máu tầm 7 kg. Thì đây là một con máy Kalina 3000, kit Kalina 3000. Thì nó có xe tương đương là khoảng 4000. Cước số 4 như là 150 m, cước số 5 như là 125 m, 120 m, cước số 3 như là 200 m. 5 có một mặt đạn nha mọi người. Máy là dạng hàng trưng bày nên còn rất là mới luôn. Đây. Nói chung thì độ xuất sắc thì không có luôn. Được xem là không có. Kadia 3000. Đây. Máy thì nguyên zin nha mọi người, nguyên zin. Những con máy thế này thì đảm bảo với anh em là những cái hoạt động á rất là chân tru và mực. Đây. Rất là mượt. Với những con máy xuất sắc á, thì nó không mượt bằng con máy này đâu. Này, rất là mượt mà ha. ABS đầy đủ. Quay ngược rất là mượt luôn. Chuyển động rất là êm. Khá là dính nè. Hoạt động chân tru nè, đó. Khỏi bàn. Lấy cước ok. Máy còn rất là đẹp. Rồi, giá công khai máy số 27, giá 2,6 triệu người, 2,6 triệu cộng ship máy số 27. Tiếp theo máy số 28. 28 vẫn là một con đại hoạt kit, nhưng mà con này là 3500 cho người, kit KDA 3500. Thì con này được sản xuất tại Nhật, hàng made in Japan. Thì con 3500 này thì có xe tương đương với tập khoảng 5000. Đó, cước số 5 vô được 150 m, cước số 4 vô được 200 m. Thì con này ngoại hình nó ra tầm khoảng 90-92% nha. Vẫn có xuất sắc nhưng mà dạng ít thôi. Đó. Nội này còn rất là mới ha. Con lăng này xước ít chỗ này rất là ít này, vậy đít nó cũng rất là xước mà dạng ít thôi chứ không có nhiều. Tổng thể ngoại hình ok ha mọi người. Đẹp. Máy thì hoạt động chân tru rồi, rất là mượt. Hai bát đầy đủ nha. Hoạt động rất là mượt mà, mọi người ok, về tới ok. Đó. Ngon lành. Mua bây giờ mua sống. Nơi cứ ok. Rồi giá cũng khai 26 ha, 28 giá là 2,6 triệu luôn nha. Tiếp theo con máy số 29 lên trong người, một dòng máy của hãng Daiwakit, dòng custom. Thì một con Daiwakit 3500BE. Đó, một con hàng custom, hàng khá là hiếm. Thì con này sẽ tương đương cho khoảng 5000-6000. Đó. Bê thì bê số 3 được 200 m, bê số 2 cho được 300 m, bê số 3 cho được 200 m nhé. Máy còn rất là đẹp mọi người, máy siêu đẹp luôn. Nói chung là đẹp mà nó lung linh như con máy số 27 thì không được, nhưng mà nó vẫn được gọi là ok. Đó. Một bên ok nha mọi người, tay quay được độ nè, núm tròn. Đó. Hợp màu luôn, còn năng còn ok. Đó. Hàng được sản xuất tại Nhật, Japan. Con này về anh em đánh lóc gừng là thả ga luôn, đánh giá thiệt. Máy thì hoạt động ok rồi, mượt mà. Đó. Lắc quay nè. Mượt ok. Mượt tới ok, mượt mà nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai máy số 29, giá 3,2 triệu nhé. Tiếp theo cũng là một con máy hàng hiếm,
đây một con máy Daiwa Truramen. Đó. Daiwa Truramen. Đó. Con này một con Daiwa Truramen 2000. Thì có xe tương đương ra tầm khoảng 8000. Cứ số 8 vô 150 m, cứ số 7 vô được 170 m, cứ số 6 vô được 200 m. Thì con này chạy là chạy 11 mặt đạn nha mọi người, chạy 11 mặt đạn dòng Daiwa Truramen. Một dòng máy khá nổi tiếng, hàng cao cấp của Daiwa. Thì con này tổng thể ngoại hình đưa làm khoảng 9-92%, vẫn có xước sát nhưng mà rất là ít. Đây, xước sát dạng li ti nè. Máy ABS đầy đủ, hàng được sản xuất tại Nhật, Mercedes-Benz. Còn lần này lần chơi lực luôn, mobile. Tổng thể ngoại hình ok nha mọi người, máy hoạt động chân tru ha, máy hoạt động thì rất là lực luôn. Đó. Con này anh em tải chì mà tầm khoảng 200-300 gram là bình thường. Đó. Máy rất là khỏe, ABS đầy đủ ha, máy lực ok nè. Đó. Về tới ok nè, ngon lành, mùi bình sống ha, tay quay nấm gỗ, nấm thì có mặt đạn luôn nha mọi người. Đó. Nên quay rất là mượt. Rồi giá công khai máy số 30, giá 2.3 triệu nha, 2.3 triệu máy số 30. Tiếp theo máy số 31 lên cho người một con máy Shimano Utega C3000. Thì dòng máy C thì em cũng đã shop cũng đã nói đây là một dòng máy body nhỏ gọn nhé. 3000 thì cước số 3 cho được 150 m, cước số 4 được 100 m. Và B thì B số 2 chưa được 180 m, B 1.5 chưa được 270 m. Tổng thể đây, máy rất là đẹp. Đó, một con Utega rất là đẹp luôn. Ngoại hình con này ra tầm khoảng 90-93-94% nhé. Máy hoạt động chân tru mượt mà, có nút châm dầu nè. Đó. Thì cái máy này được sản xuất tại Nhật nha mọi người, được sản xuất tại Nhật, Mercedes-Benz. Mua bên đây, tiếng rất nghe cũng rất là đã nha, hoạt động mượt mà, rất là mượt luôn, ABS đầy đủ. Rồi giá cũng hai máy số 31, giá là 2.3 triệu nhé. Tiếp theo máy số 32 lên cho mọi người một con máy Twin. Thì đây một con máy Twin 2000 đó. Thì đời này đời 99-98 nha mọi người. Đây Twin 2000. Cốt là cốt trợ lực copy nhé, con lăn ở đây. Thì máy được sản xuất tại Nhật. Thì những con Twin này nè, dạng đánh châu bò luôn, rất là khỏe. Mobile thì đẹp rồi. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xây sát nhai điểm thôi. Đó. Đây xây sát nhé. Về chức năng hoạt động thì con này còn tương đối ok. Đó. Hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó. Quay ABS đầy đủ nha, khóa dính nha, quay ngược ok nè. Đó. Rồi giá công khai máy số 32, giá 1.5 triệu nhé. Tiếp theo máy số 33 lên trong người một con máy Twin. Thì con này một con Twin 2000, con này còn hợp luôn, và còn hợp qua nông đền sách hướng dẫn. Con này thì nó đời của nó đời 2000 nha mọi người, 2002 nhé, đời 2002, hàng được sản xuất tại Nhật. GTO của nó là 5.0.1, 6 mặt đạn. Và con này có xài 2000 thì cước số 2 như được 150 m, cước số 2.5 như được 145 m. Đó. Còn hộp thì máy này tổng thể ngoại hình ra là khoảng 93% nhé, máy rất là đẹp. Con này anh em nào về lưu lóc lưu chẽm mà thải ra luôn, máy rất là đẹp ha, của Nhật sản xuất, hàng nguyên zin, nắp châm dầu đây. Đó, ngon lành, ngon lành. Máy thì hoạt động rất là mượt đây. Đó, mượt và đầm nó. Đó, mượt và rất là đầm nha. Máy ngược ok, máy tới ok, rất là êm luôn,
mua gà bùi sống đây cứ ok đó. Rồi giá công khai máy số 33 giá là 2.200.000 mọi người, 2.200.000 máy 33. Tiếp theo cho mọi người là một con máy số 34. 34 lên cho mọi người một con máy tờ win, đây là một con tờ win 5.000 đó. Con 34 tờ win 5.000 đời 202 luôn đó. Ga tiêu của nó là 5.7.1 chạy là 10 mặt đạn nhé, chạy 10 mặt đạn, nặng là 395g. Thì con này có xe 5.000 thì cước số 5 như là 150m, cước số 6 như là 130m. Be thì be số 5 như được 140m, be số 4 như là 180m, be số 3 như được 230m. Thì con này còn hợp nè, chạy mưa mặt đạn còn hợp và nó còn luôn cái cốt đổi trái phải cho mọi người nhé. Đây cốt đổi trái phải đó, sách hướng dẫn. Thì máy hoạt động ok rồi, rất là mượt đó. Từ Win 5.000 hoạt động rất là mượt ha, ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok đó, mượt khỏi bàn. Tổng thể ngoại hình đây rồi rất là sáng nha. Tổng thể đẹp nha mọi người, 5.000 hấp thì nó bị oxy quá nhẹ cái quyền này nè đó. Nó không ảnh hưởng gì đâu đó, tất cả ok, nút trong vòng con lăn đẹp. Rồi giá công khai máy số 34 giá là 2.700.000 nha mọi người, 2.700.000 máy số 34 rất là ok ha, hoạt động rất là mượt. Tiếp theo đi lên tiếp cho người một con máy số 35. 35 lên cho người một con máy Shimano Biomaster. Thì con là một con Shimano Biomaster 8.000. BG nha mọi người, dòng BG, dòng tua chậm. Chuyên về cho anh em cạo cá, thì con này được sản xuất tại Nhật nha. Hàng cũng còn rất là hiếm. Thì mobile nó còn rất là đẹp luôn đó, thì nó chỉ mắc cái rãy cước cái này thôi, tất cả đứng còn lại rất là đẹp đó, không bị oxy quá nha, con lăn ok đó. Tổng thể ngoại hình thì có xây sát nè, xây sát cái này tí, xây sát cái này tí. Nhưng nói thẳng ra thì con này thì nó đánh rất là trâu bò luôn, rất là bạo lực đó. Máy hoạt động rất là tốt nha mọi người, ổn định nha đó. Lắp tay quay là quay đó. Cốt nó là mô bin trợ lực, ABS đầy đủ nha mọi người, hoạt động mượt mà. Thì máy 8.000 thì cước số 8 sẽ được 160m, cước số 6 sẽ được 220m. Be thì anh em be số 6 sẽ được 180m, be số 5 sẽ được 230m ha. Máy tổng thể ngoại hình còn khoảng 90% thôi, 88-90%, nhưng mà được cái chức năng hoạt động của nó rất là khỏe. Rồi giá công khai máy số 35 giá là 2.400.000 nha mọi người, 2.400.000 máy số 35. Tiếp theo lên cho mọi người là một con máy tờ win, thì đây một con tờ win 6.000 đó, 6.000 BG, nhưng mà nó bị lai cái nồi thành cái nồi 8.000 nha mọi người, lai cái nồi 8.000 HG. Đó. Máy số 36 mọi người. Lại cái nồi 8.000 HG. Đây, nó gọi mọi người nhé. Thì lắp vào thì ok, không ảnh hưởng gì, hoạt động vẫn chân tru nha. Hoạt động mượt mà ha. Quay ngược ok. ABS đầy đủ nha mọi người. Quay tới ok. Rất là mượt. Thì con này chuyên về cho anh em câu biển nha. Đó, câu biển BG dòng tua chậm. Con lăn ok nè, đó, tổng thể máy có xuất sắc. Đây, có xuất sắc nè, đó. Xuất sắc cho mọi người, tổng thể máy có xuất sắc. Có bị oxy quá muối ăn nữa nè, đó. Nút trong dầu còn ok. Tay quay xích cốt Shimano. Rồi máy hoạt động im mượt. Rồi giá công khai máy số
36, giá là 2,3 triệu nha mọi người, 2,3 triệu. Đó, một con máy Beeline. Tiếp theo lên cho mọi người là máy số 37. 37 lên cho mọi người một con máy có nông, con máy đến lục có nông. Đây, một con đánh lục có nông. Thì con này có hai cõi nha mọi người, một cõi tiếp 3 và một cõi tiếp 5. Đây, hai cõi, một cõi tiếp 3, một cõi tiếp 5. Thì tiếp 3 thì nó sẽ thông số của nó là chẳng cước số 3 giờ được 200m, cước số 4 giờ 150m. B thì B số 2 giờ được 200m, B số 3 giờ 130m. Lower tiếp số 5 thì sẽ là tiếp số 5 thì B số 5 giờ được 140m, B số 4 giờ 175m. À, cước thì anh em có thể lên cước số 5 giữ được 200m, ở cước số 6 giữ được 170m. Thì con này một con cõi nông chuyên về cho anh em câu lục, câu bạc bảy. Đó. À, có chế độ là xả cước nhanh và tuner. Đó. Này, đó. Dặn nhẹ thôi là cứng, đó, cứng ngắt nè, dặn nhẹ thôi. Đó. À, có chống gói cước nè. Đó. Thì con là một con đời câu cấp của PA Gold Sup, hàng của Nhật nha mọi người, hàng của Nhật sản xuất. Máy thì hoạt động rất là mượt, lắc cũng quay nè, hoạt động chân tru ha, hai bát đầy đủ nha mọi người, quay được ok, phá là dính, hoạt động mượt mà. Loại này thì anh em câu lục rất là thích luôn, vì cái khả năng mà cơ dụng của nè. Mô bên trong, mô bên xả cước nhanh nè, như có nông, có này có carbon mọi người, có carbon có xịn đó, có này rất là bền, nó còn bền hơn cả có kim loại đó. Với anh em đánh bạc bãi thì anh em mấy có này anh em về rất là vệ sinh, rất là khỏe luôn đó. Tổng thể của hình khi con này tầm khoảng 90-92%, máy còn rất là ok ha. Đây, con lăn ra đây, lăn đẹp nha, đứt nó bị sức nhâm nhâm nè. Ra hoàng bên đây thì ok hết. Rồi, giá con khang máy số 37, giá 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cái một con máy 37. Rồi, cảm ơn mọi người.